Xin kính chào các đồng chí. Buổi chiều muộn ngày 23 tháng 2 năm 2024. Báo cáo với lại các đồng chí, chiều ngày hôm nay thì có 7 đơn hàng lên đường. Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Ở đây là toán băng cassette hết. Đấy. Trong này là 20 cuộn băng cassette, trân trọng gửi tới người thượng đế có cái bụng tốt ở địa chỉ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Mang biển số 8685 Ninh Thuận, 86 Bình Thuận. Và đây 20 cuộn băng cassette loại băng cũ tổ Maxen UD2, địa chỉ tới quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà cung cấp là Khang 1861. Đây là băng cassette địa chỉ tới huyện Hoài Đức, thủ đô Hà Nội. Trân trọng cảm ơn công dân thủ đô. Đây là băng cassette địa chỉ tới huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Mang biển số 21. Trân trọng cảm ơn ngài. Đây là băng cassette địa chỉ tới huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, mang biển số 28. Nói đến Hòa Bình thì chúng ta không ai là không biết đến tác phẩm Người lái đò sông Đà. Và đây, trân trọng gửi tới người thượng đế ở đất tổ, ngài ở địa chỉ huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, mang biển số 19. Cọ xòe ô che nắng mà dâm mát đường em đi. Còn đây, băng cassette địa chỉ tới huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, mang biển số 98. Điểm danh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trước khi dừng video, cho mình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thượng đế trên giải chữ S đã gửi chọn niềm tin vào nơi Khang 1861. Thân ái chào tạm biệt. Xin chào.